Rồi chào mừng các bạn đến với kênh của Lụy Bin Bin nha. Hôm nay của Lụy mới khui một thùng xe đồ chơi mới ra, có rất nhiều xe luôn các em ơi. Wow, xe này đẹp quá các em ơi. Các em có thấy xe này xe buýt nè, xe buýt chở người nó màu trắng nè. Xe này là xe cảnh sát, đây là chiếc máy bay màu trắng. Oh, xe cảnh sát quá trời luôn các em ơi. Bay xe buýt nữa, chiếc này nó màu xanh này, hay là màu xanh. Wow, đẹp quá các em ơi. Đây là chiếc tàu. Wow, chiếc tàu này đẹp quá. Wow, đây là chú heo bên trong này nha. Xe rất dễ thương mà.